Ok, hello, chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh YouTube eChim Cook Club cùng với em Cường ha. Chúc cả nhà mình có một cái kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và hy vọng là thông qua video ngắn nhận định thị trường cùng với em Cường, cả nhà mình sẽ có thêm góc nhìn tổng quan về thị trường và chúng ta sẽ có cái kế hoạch giao dịch cụ thể và hiệu quả nhất ở tuần tới cả nhà ha. Anh chị mình tham gia vào video của em Cường thì giúp cho em những cái lượt like, lượt chia sẻ và bấm cái nút đăng ký nha anh chị. Và nếu như mà cả nhà mình thấy video của em Cường hữu ích và mang lại cái giá trị khách quan nhất cho cả nhà mình thì anh chị mình đừng quên là để lại giúp cho em Cường thật nhiều những cái trái tim màu tím ở phần bình luận cả nhà ha. Rồi, thì ở video ngày hôm nay mục tiêu chính của em Cường là hướng tới cái vấn đề là nhận định về thị trường và chúng ta sẽ lên kế hoạch trong tuần tới nha anh chị. Liệu rằng tuần tới đối với anh chị mình đang cầm tiền chúng ta có nên mở mua hay chưa, hoặc là đối với anh chị mình đang cầm quá nhiều hàng thì chúng ta có phải bán hay là chúng ta nên cơ cấu tài khoản lại hay không anh chị, thì ở video này em Cường sẽ mổ xẻ và chia sẻ một cách khách quan nhất tới quý cả nhà mình ha. Cho nên là cả nhà mình cố gắng là theo dõi từ đầu tới cuối video này nha anh chị. Rồi, không để anh chị mình chờ lâu thì chúng ta bắt đầu vào cái phần tổng hợp lại các cái tiêu điểm chính của thị trường nha anh chị. Rồi, thì như trên biểu đồ của em Cường đang chia sẻ là chỉ số Việt Nam Index nha anh chị. Thì tuần vừa rồi là một trong những cái tuần mà cả nhà mình thấy là có thể nói là một cái tuần mà giảm điểm không thua kém gì các cái tuần giảm điểm lịch sử của thị trường Việt Nam anh chị. Đầu tuần thì chúng ta mở cửa tại cái vùng 1274 và cái mốc chỉ số cao nhất trong tuần đạt được là khoảng 1280. Đó, và đó cũng chính là cái mốc chỉ số cao nhất tuần vừa rồi. Và sau khi mà chạm tới cái vùng 1280 thì chúng ta có một cái nhịp điều chỉnh khá là sốc anh chị. Một cái nhịp điều chỉnh khoảng tầm hơn 100 điểm anh chị. Thấp nhất là về cái vùng là 1166. Đâu đấy là cả nhà mình thấy nhịp giảm này nó khoảng tầm 110 tới 120 điểm anh chị. Và đóng cửa tuần vừa rồi thì thị trường chúng ta đóng cửa tại cái mốc là 1174 cả nhà ha. Thị trường giảm khá là mạnh anh chị, chỉ trong vòng một tuần thôi mà thị trường đã giảm tới khoảng tầm 7,8% anh chị ha, 7,8%. Thì đoạn này cả nhà mình thấy là cái cú điều chỉnh nó khá là sốc anh chị. Thì như em Cường cũng như là anh em ITB thì có view với cả nhà mình là cái thời điểm nhạy cảm nhất là khoảng tầm vào cuối tháng 4 đúng không, là cái đoạn mà mây mỏng như vậy. Ngay kể cả bản thân mình thì mình cũng không ngờ được là thị trường nó xuyên qua một cái mây khá là dày anh chị, cũng khá là sốc, cũng như là chưa chưa thể xử lý một cách toàn vẹn đối với cái danh mục của mình ở cái thời điểm tuần vừa qua anh chị. Bởi vì cái phiên ngày thứ hai thị trường neo với một cái thanh khoản khá là nhỏ anh chị, một cái thanh khoản khá là nhỏ quanh cái đường cân bằng anh chị ha, làm chúng ta có một cái tâm lý là chủ quan anh chị. Và đúng vào tầm 15 phút cuối thị trường đạt với một cái thanh khoản cực kỳ lớn anh chị ha, và đóng phiên ở quanh cái vùng mây và quanh cái con dao găm này đó. Đó, và kể từ cái phiên này thị trường gần như là chưa có bất kỳ một cái nhịp hồi phục nào cả đó, kể cả bản thân mình cũng vậy đó. Mình mặc dù là luôn có cái kế hoạch hạ tỷ trọng cũng như là có cái kế hoạch là khi mà xuất hiện cái tín hiệu phân kỳ MACD anh chị đó thì mình cũng đã hạ tỷ trọng, hạ margin từ những cái vùng cao này rồi. Tuy nhiên thì kể cả cá nhân của mình thì vẫn đang nắm giữ một cơ số cổ phiếu anh chị, cho nên là vẫn đang bị kẹp một cái lượng hàng và mình cũng đang đã và đang cân lại ở cái vùng giá bên dưới này rồi. Nói chung là khá bất ngờ cả nhà ha, khá bất ngờ với cái nhịp giảm này. Ai ai khi mà cả nhà mình thấy là nhìn về Ichimoku thì cũng đều thấy cái vùng eo mây ở đây này. Thì cái thời điểm nhạy cảm sẽ là khoảng tầm vào giữa tháng 4, cuối tháng 4 anh chị. Chứ mà mình cũng không ngờ được là ở cái vùng mà mây to như vậy mà nó xuyên qua cả nhà ha, một cái nhịp giảm khá là bất ngờ. Đó là cái diễn biến ở tuần vừa rồi nha anh chị.
Còn đối với cái xu hướng trung và dài hạn thì hiện tại đóng cửa tuần vừa rồi thị trường đã mất đi cái vùng 1.205 anh chị. Đó, 1.205. Thì nếu như mà cái nhịp giảm ở tuần vừa rồi mà nó dừng lại ở 1.205 thì mình thấy là nó sẽ đẹp hơn. Tại vì nó đỡ mất cái thời gian nó lấy lại trên cái vùng này anh chị. Tại vì cái vùng 1.205 là một cái vùng mà gọi như là một cái trục cân bằng của VNI anh chị. Đó. Ở cái nhịp giảm lần trước đúng không? Khi mà cảnh báo với cả nhà một cái tín hiệu đảo chiều ở tháng 9 năm ngoái thì mình có chia sẻ là đối với anh chị nào mà mình lỡ bị kẹt hàng ở trong trung và dài hạn đấy. Đó thì cả nhà mình cứ yên tâm, nếu như mà anh chị mình không mặc zin gì cả thì thị trường nó cũng sẽ quay trở lại cái vùng 1.205 một lần nữa trong một cái xu hướng trung và dài hạn nha anh chị. Thì lần này cũng tương tự như vậy. Đó, thị trường vượt qua cái vùng 1.205 và hiện tại đã quay trở lại dưới cái vùng 1.205. Cho nên là đối với cái xu hướng trung hạn thì mình vẫn tin là thị trường vẫn có cơ hội và cái khả năng đó nó khá là cao, nó sẽ lấy lại quanh cái vùng 1.205, thậm chí là trong nửa cuối năm 2024 anh chị nó có cái cơ hội bứt phá một cách mạnh mẽ nữa cả nhà ha. Tại vì cuối năm 2024, nửa cuối năm 2024 thì nó có cái EMA ở đây anh chị. Nếu như mà trong giai đoạn hiện tại thị trường nó chịu khó nó tích lũy ở đây anh chị ha, thì rất có khả năng là cuối năm 2024 chúng ta sẽ có một cái nhịp tăng rất mạnh nha anh chị. Còn ngược lại, trong trường hợp xấu nhất là thị trường nó mất đi những cái vùng mấu chốt của cái xu hướng trung hạn là cái vùng 1.150 ấy, là con dao găm ở đây này. Đó thì phải nói là cái xu hướng trung hạn nó đã bị kết thúc cả nhà ha. Nó bắt đầu từ cái vùng 1.080 mà nó lên tới 1.000 gần 1.300 anh chị. Và nếu như mà trong thời gian tới đối với chỉ số vitamin index mà nó mất đi cái vùng 1.153 nữa thì gần như cái xu hướng tăng trong trung hạn nó sẽ kết thúc cả nhà ha. Tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta đánh giá tổng quan các cái nhóm ngành cũng như là về chỉ số thì gần như là cả nhà mình thấy là đều đang tiếp cận về những cái vùng hỗ trợ phải nói là trung và dài hạn rồi. Đó và hiện tại về cái xu hướng giảm này thì kể cả VNi, kể cả VN30 cũng như là kể cả các cái nhóm cổ phiếu trên thị trường đều đang rất mất cân bằng cả nhà ha. Đó, cho nên là bây giờ nếu như mà anh chị mình đang có cái ý định bán thì chúng ta nên lên kế hoạch cụ thể anh chị, lên kế hoạch và xem xét là chúng ta nên bán mã cổ phiếu nào nó sẽ hay hơn so với cái việc là chúng ta bây giờ chúng ta cầm hàng bán tháo cả nhà ha. Đó thì theo cái kế hoạch giao dịch ở tuần vừa rồi anh chị thì mình cũng đã đề cập cho anh chị mình về cái tín hiệu phân kỳ đảo chiều trong ngắn hạn MACD này ở khung đồ thị ngày anh chị. Đó, hiện tại VNi đang giao dịch trong cái vùng tích lũy là 1.247 tới 1.290 với cái vùng cân bằng là 1.270 anh chị. Đó thì cái vùng cân bằng này thì cả nhà mình thấy là tới tận phiên chiều ngày thứ hai 2:15 anh chị nó vẫn đang giao dịch ở quanh đây. Đó, tự nhiên sau 2:15 một phát một là thị trường nó cắm đầu từ cái vùng cân bằng này. Rất hiếm anh chị nào mà mình xử lý kịp cái pha này đúng không? Đó thì khi mà xuất hiện cái tín hiệu phân kỳ đảo chiều trong ngắn hạn thì sẽ có hai kịch bản có khả năng cao xảy ra này. Đó, một là xuất hiện một cái nhịp điều chỉnh cho một cái xu hướng tăng trung hạn về các cái vùng cân bằng trung hạn là 1.180 tới 1.205 anh chị. Đó thì cái vùng này là một cái vùng cân bằng trung hạn cho chỉ số Vietnam Index nha anh chị, và thậm chí là đóng cửa tuần hiện tại thị trường chúng ta đối với chỉ số Vietnam Index còn đóng cửa thấp hơn so với cái vùng này. Đó. Đó, và cái tín hiệu mà nó về tới cái vùng cân bằng trung dài hạn nó sẽ được xác nhận bởi một cái tín hiệu là breakdown khỏi cái vùng biên dưới là 1.247 anh chị. Đối với nhà đầu tư trung dài hạn thì phải chuẩn bị thật nhiều sức mua, có thể khi mà về cái vùng cân bằng trung dài hạn thì tại đây chúng ta sẽ có một cái cơ hội rõ nét hơn và cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro ở cái vùng này nó sẽ được tối ưu cả nhà ha. Rồi, tiếp theo là một cái kịch bản mà hiện tại nó không xảy ra anh chị. Chính là khi mà xuất hiện cái phân kỳ MACD ở khung ngày này thì cái kịch bản tích cực hơn chính là thị trường vẫn tiếp tục tích lũy cho cái biên độ từ 1.247 tới 1.290, khoảng thời gian là từ 3 tới 4 tuần để MACD nó hướng về zero
sau đó chúng ta có một cái nhịp break out đúng không? Thì kịch bản này hiện tại là đang không xảy ra rồi cả nhà ha, và thị trường chúng ta đang xảy ra một kịch bản là nó điều chỉnh luôn anh chị, nó downtrend trong ngắn hạn, nó điều chỉnh trong cái xu hướng trung hạn luôn, và hiện tại nó đã quay về còn thấp hơn cả cái vùng cân bằng trung dài hạn nữa cả nhà ha. Đó là kế hoạch tuần vừa rồi anh chị. Thực sự là mình thì mình view khoảng tầm giữa cuối tháng 4 anh chị thì bắt đầu chúng ta mới vào một cái vùng nhạy cảm, tại vì vùng này anh em dùng đồ thị Ichimoku thì đều thấy cái mây nó cũng khá là to anh chị. Đó, chỉ có đoạn này là cái đoạn nhạy cảm này. Đó, cho nên là nói chung thì mình cũng hơi giật ở đây, là mình cũng hơi mất cảnh giác anh chị, bởi vì cũng khá là tự tin về cái đám mây này. Đó, cho nên là không có xử lý gọi là toàn vẹn cho cả nhà mình về cái thời điểm này cả nhà ha. Dĩ nhiên là mặc dù đã báo hạ margin rồi, tuy nhiên thì vẫn còn một cái cơ số hàng vẫn chưa kịp ra ở cái vùng giá tốt anh chị. Thì ở tuần tới mình đánh giá là thị trường sẽ có một cái cú hồi anh chị ha, một cái cú hồi. Thì cái cú hồi này thì nó có hai trường hợp. Nếu như mà cả nhà mình cầm hàng á, thì cái cú hồi này anh chị mà giả sử mà mình đang có cái tỷ lệ tài khoản nó hơi cao so với giữa tiền và hàng, ví dụ hàng đang nắm quá nhiều, thì cái cú hồi lần này là cái cơ hội để cho cả nhà mình cơ cấu ha. Thì để mà thị trường nó quay lại một cái xu hướng tăng anh chị, thì buộc cái đồ thị daily anh chị, khung daily nó phải có những cái tín hiệu đảo chiều. Giả sử chẳng hạn như là tín hiệu đảo chiều phân kỳ RSI là nhanh nhất anh chị ha, hoặc là chắc chắn hơn thì chúng ta sẽ có cái tín hiệu đảo chiều của MACD. Hiện tại thì trong ngắn hạn nó đã downtrend rồi anh chị, ngắn hạn ở khung daily là downtrend rồi, cái này thì cả nhà mình không thể nào bàn cãi đúng không anh chị. MACD cắt xuống zero này, về cái ADX thì bắt đầu cái DI trừ đang nằm trên DI cộng và DMI đang cắt lên trên 20 rồi, thì nó đã bắt đầu một cái xu hướng downtrend rồi. Và trong cái xu hướng downtrend ấy, ngắn hạn nha anh chị, đối với anh chị nào mình đang ngắn hạn, thì trong cái xu hướng downtrend thì chúng ta hạn chế nhất cái việc là chúng ta nắm quá nhiều cổ phiếu anh chị. Cho nên là ở tuần tới khi mà xuất hiện những cái cú phục hồi ấy, thì anh chị mình cũng nên cân đối lại cái tài khoản cả nhà ha. Còn đối với anh chị nào mình đang nắm giữ một cái lượng tiền mặt lớn, thì ở đây theo mình là chúng ta bắt đầu chúng ta tham gia mua cho một cái vị thế trung dài hạn được rồi. Mua ở đây thì chúng ta mua từ từ anh chị. Ví dụ hiện tại là xu hướng trung dài hạn đúng không, thì nó cũng đang cận kề những cái vùng hỗ trợ ngay đây rồi, và nó cũng đang có một cái sự cân bằng nhất định rồi anh chị. Cho nên chúng ta vẫn tham gia vào gom hàng dần dần anh chị. Tuy nhiên thì đoạn này nếu như mà cả nhà mình sử dụng margin á, thì mình vẫn chưa khuyến khích nha. Thì để mà sử dụng margin á, thì chúng ta phải có một cái sự đồng thuận là ở khung trung hạn nó đã về cái vùng cân bằng rồi, thì cái khung ngắn hạn nó phải có cái tín hiệu đảo chiều nha anh chị, thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta nhồi margin vào được. Đó, anh chị mình cứ gom dần theo cái chiều hướng xuống. Đó, tại vì ở đây nếu mà anh chị mình còn tiền á, thì thực sự là cái cơ hội nó quá lớn anh chị. Đó, như mình có đề cập đúng không, anh chị mình phải nắm giữ thật nhiều cái lượng tiền mặt khi mà về cái vùng cân bằng trung hạn. Tại vì sao anh chị? Tại vì tại đây cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro nó sẽ được tối ưu cả nhà ha. Ví dụ bây giờ cái vùng hỗ trợ cho một cái xu hướng trung hạn là cái vùng mà gọi là key level anh chị, cho cái xu hướng trung hạn hiện tại là 1150, thì giả sử ở đây anh chị mình tham gia mua vào, nếu mà xét về VNI nha, nó mất đi cái vùng 1150 này, thì anh chị mình chỉ lỗ khoảng tầm 3% đối với VNI. Thì 3% đối với VNI thì anh chị mình chỉ lỗ khoảng tầm từ 5 tới 7% đối với cổ phiếu nha anh chị. Còn ngược lại, nếu như mà anh chị mình mua ở đây mà thị trường nó không mất đi cái vùng này, thậm chí là thời gian tới nó quay lại trên 1205 á, thì cái biên lợi nhuận của anh chị mình cực kỳ lớn anh chị. Giả sử chúng ta xét với một cái lợi nhuận là về đỉnh cũ đi. Đó, thì chúng ta có một cái mức lợi nhuận đối với VNI là khoảng tầm 9.6 anh chị. Thì nếu như mà so sánh giữa tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro ở thời điểm này, thì một cái tỷ lệ lợi nhuận rủi ro là khoảng tầm trên 1.3 anh chị ha. Lợi nhuận 3, rủi ro là 1. Đó, cho nên là mình thấy đối với cái điểm số ở hiện tại, thì cái cơ hội đối với anh chị mình cầm tiền nó khá là rõ nét rồi nha anh chị. Còn để mà anh chị mình chắc cú hơn thì cả nhà mình nên chờ đợi cái tín hiệu đảo chiều của cái xu hướng trung hạn, của cái xu hướng ngắn hạn từ giảm thành tăng, bằng những cái tín hiệu ví dụ như các cái mẫu hình đảo chiều như là hai đáy, ba đáy, hoặc là vai đầu vai, hoặc là các cái mẫu hình nến chẳng hạn. Hoặc là tốt nhất thì cả nhà mình nên dùng
phân kỳ của các cái chỉ báo như là RSI, MSCI hoặc là MACD chẳng hạn. Đó thì nó sẽ có một cái sự chắc chắn hơn để mà cho anh chị mình dùng margin ở thời điểm tới cả nhà ha. Đó, cái quan trọng bây giờ tại cái thời điểm này thị trường nó đang giao dịch ở quanh cái vùng 1174 thì dĩ nhiên anh chị sẽ có người thấy là cơ hội cũng như là vẫn có người sẽ thấy là rủi ro. Giả sử chúng ta đang cầm cái lượng tiền mặt quá nhiều thì chúng ta thấy là đây là cái cơ hội anh chị. Còn ngược lại nếu như mà anh chị mình đang cầm với một cái lượng hàng nó quá lớn thì thực sự mình thấy là rủi ro cả nhà ha. Cơ bản rủi ro ở đây giả sử không may thị trường mà nó kết thúc một cái xu hướng trung hạn thì chúng ta phải lỗ thêm khoảng tầm 5-7% nữa đó. Cho nên là cả nhà mình lưu ý nha, nhịp hồi thì theo mình là nó sắp tới rồi anh chị, sắp tới rồi. Có thể đầu tuần sau, các ngày đầu tuần luôn cả nhà ha. Tại vì hiện tại cả nhà mình chú ý nha, đối với VNi này nó đang nằm ngoài ben này anh chị, đang nằm ngoài ben luôn và nó cũng đang khá là gần những cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn rồi, chưa kể là trong thời gian tới bắt đầu có những cái trạng thái tách kiếm và cái vùng cân bằng hiện tại của VNi trong ngắn hạn đều ở trên 1.200 anh chị. Đó, cả nhà mình thấy không, giao găm 65 ở 1219 này, hai cái kiếm nó đều ở đang ở cái vùng 1228 anh chị. Các cái vùng cân bằng trong ngắn hạn đều đang ở trên 1.200, cho nên là theo mình thị trường khả năng cao anh chị là nó sẽ phục hồi tối thiểu là về quanh quanh cái vùng 1.200. Đó thì để mà củng cố thêm cho cái vấn đề này thì hiện tại cả nhà mình thấy ở khu vực H1 này của VNi đúng không, thì nó đang có những cơ hội ở đầu tuần sau, ba ngày đầu tuần anh chị là có những vùng eo bao giờ ở đây, và thông thường có những cái vùng eo bay ở đây thì nó sẽ tạo một cái sức hút lên anh chị. Và hiện tại về các cái chỉ báo ví như tâm lý này ở trong ngắn hạn đều đang tiêu cực hết rồi, và các cái chỉ báo về các cái vùng quá mua quá bán thì đều đang ở những cái vùng quá quá bán anh chị, như là RSI thì đang ở quanh cái vùng 28 này, MSCI thì đang ở quanh 27 này. Và nếu như mà các cái phiên đầu tuần mà thị trường nó linh sinh ở đây và nó có một cây nến xanh mạnh lên thì nó lại tạo một cái phân kỳ trong khung H1 nữa cả nhà ha. Cho nên là theo mình tuần sau, nhất là những cái thời điểm là từ đầu tuần tới giữa tuần, thì thị trường sẽ có cơ hội phục hồi khá là rõ nét nha cả nhà ha. Đó thì hồi phục thì anh chị nào mình đang cầm hàng thì cả nhà mình cơ cấu, nhất là đối với anh chị nào mình đang nắm mặt zin nha anh chị. Đó, còn nếu như mà anh chị mình đang nắm tiền mặt nhiều á thì cả nhà mình lưu ý là ở những cái nhịp hồi phục á thì anh chị mình hạn chế mua đuổi. Mặc dù thì hiện tại xu hướng trung hạn nó đang cân bằng rồi đó, nhưng mà hiện tại về cái xu hướng ngắn hạn nó vẫn đang là downtrend anh chị. Và downtrend thì thông thường những cái cú hồi nó sẽ có những cái sự tiếp diễn xu hướng ở những cái lần tiếp theo đó, cho nên là ở những cái cú hồi lên anh chị thì cả nhà mình hạn chế anh chị mình mua đuổi cả nhà ha. Đó, muốn mua gì thì cả nhà mình cứ rải tỷ trọng mua ở những cái lần nó đạp xuống anh chị, và càng gần hỗ trợ càng tốt để mà mua đuổi theo một cái xu hướng lên ấy. Đó, để mà mua đuổi theo một cái chiều hướng lên ấy, thì buộc VNi nó phải có những cái tín hiệu đảo chiều anh chị, xác nhận phân kỳ hoặc là các cái mẫu hình đảo chiều như là hai đỉnh, hai đáy, ba đáy như mình nói với cả nhà mình ha. Đó, đó là đối với VNi nha anh chị, đối với Vietnam Index. Đó, chưa kể là trong khoảng tầm sau tháng 5, sau tháng 4 vậy là tầm khoảng tháng 5 ấy, là có những vùng eo mây mỏng ở đây, và tháng 6 lại có eo mây mỏng ở bên trên ấy, đồ khỉ tháng anh chị. Cho nên mình thấy là ở cái nhịp này anh chị là mình kẹt hàng thì cả nhà mình tận dụng những cái nhịp hồi để cơ cấu, xong rồi chúng ta cân lại ở bên dưới để mà hạ bớt cái giá vốn xuống anh chị. Đó, ví dụ bây giờ anh chị nào mà mình biết kỹ thuật đúng không, thì ở những cái nhịp đạp mà nó bay ra khỏi bên thì anh chị mình có thể T0. T0 thì có thể là anh chị mình thấy là nó sẽ mang lại những cái sự thuận lợi cho cả nhà mình khi mà cổ phiếu phục hồi lên chúng ta cân lại cái giá vốn tốt. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì nó cũng tồn tại những cái rủi ro nha anh chị. Ví dụ cả nhà mình cân xong mà chưa kịp ra hàng thì lại kẹp thêm hàng. Cho nên đối với việc T0 ấy, thì anh chị mình lưu ý là đó là con dao hai lưỡi nha anh chị. Chỉ phù hợp với anh chị nào mà mình đánh thuần kỹ thuật thôi cả nhà ha. Đó, còn tốt nhất nếu như mà anh chị muốn cân lại cổ phiếu mà chắc ăn hơn ấy, thì nên chờ cái tín hiệu đảo chiều cho cái xu hướng trung và dài hạn, cho cái xu hướng ở khung ngày này. Đó, trung dài hạn là về cân bằng rồi, chờ cái xu chờ cái tín hiệu đảo chiều cho cái khung daily này thì cả nhà mình sẽ mua để mà cân lại cổ phiếu sau. Có thể chúng ta sẽ mua chậm hơn
nhưng mà chúng ta sẽ mua chắc hơn anh chị. Còn anh chị nào mà mình tự tin với cái phân tích kỹ thuật của cá nhân anh chị mình á, thì cả nhà mình cứ dùng các cái đồ thị ví dụ như Bollinger Band chẳng hạn, hoặc là các cái vùng hỗ trợ để mà anh chị mình cân lại giá. Chung quy lại thì thị trường nó đang rủi ro trong ngắn hạn, nhưng mà ngược lại đó lại là cái cơ hội cho trung và dài hạn anh chị. Đối với anh chị mình cầm hàng thì cả nhà mình lưu ý là chúng ta tận dụng những cái cú hồi ở tuần tới, chúng ta cơ cấu lại tài khoản đó. Còn anh chị mình cầm tiền thì đoạn này tuần tới chúng ta chỉ mua khi mà cổ phiếu nó đỏ xuống, chứ hạn chế mua khi mà cổ phiếu phục hồi lên cả nhà ha. Đó, còn về các cái nhóm ngành index thì cũng đang cận kề những cái vùng cân bằng rồi đúng không anh chị. Còn về các cái nhóm ngành thì hiện tại dầu khí nó cũng về tới quanh con dao găm rồi này đó, về tới những cái đường hỗ trợ trong ngắn hạn hết rồi. Nhóm hóa chất thì còn một tí thôi là về rồi anh chị. Thép thì nó đang vận động quanh cái vùng hỗ trợ trong trung và dài hạn, và dài hạn luôn đó. Nhóm ngân hàng anh chị cũng đã về tới cái con dao găm 129 cùng ngày rồi đó. Nhóm chứng khoán cũng tương tự vậy luôn đó. Đa phần các nhóm ngành hiện tại đều đang hướng về và đang tiếp cận khá là gần những cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn cả rồi anh chị. Thậm chí là một vài nhóm ngành nó còn về những cái vùng hỗ trợ trong trung và dài hạn. Giả sử nhóm chứng khoán này anh chị, sau một cái quá trình tăng trưởng mất cân bằng thì hiện tại nó đang chỉnh về gần cái vùng mây tuần và gần cái vùng mây tháng rồi. Ngân hàng thì cũng về tới khách sạn tuần, về tới giao găm khung ngày rồi, về tới những cái vùng cân bằng cho cái xu hướng khung tháng rồi. Chỉ riêng nhóm bất động sản anh chị là nó đang mất đi những cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn và trung dài hạn thôi. Nhóm bất động sản thì trong tuần vừa qua là cái nhóm mà mình thấy là nó chiết khấu ghê gớm nhất anh chị, nó giảm điểm khá là ác. Tuy nhiên thì mình vẫn view là nếu như mà nó mất những cái điểm hỗ trợ trong ngắn hạn như này anh chị, thì nó cũng sẽ có những cái cú phục hồi để cho cả nhà mình cơ cấu cả nhà ha. Thậm chí là phục hồi rất mạnh, tại vì bây giờ nhóm nào mà nó giảm càng mạnh anh chị thì sau này nó sẽ hồi phục lại càng mạnh cho cả nhà mình cơ cấu ha. Đó, nói chung là tuần vừa rồi một cái tuần là mình thấy là khá thất vọng anh chị, khá thất vọng. Đó, khi mà thị trường nó xuyên qua những cái vùng mây to như vậy mà không có lực cầu. Đó, một phần là anh chị mình ảnh hưởng bởi cái tâm lý là chiến tranh. Cái thứ hai là cái áp lực bán từ khối ngoại về mặt tỷ giá anh chị. Đó, cho nên là thị trường nó có những cú điều chỉnh sớm hơn so với dự kiến của mình cả nhà ha. Nói chung thì tuần vừa rồi là một cái tuần mà mình thấy là mình giao dịch khá thất bại anh chị. Mất đi khá là nhiều cái khoản lợi nhuận mà tích góp được từ đầu năm tới bây giờ. Đầu năm là đánh sóng băng khá thành công. Xong rồi sau đấy là nhảy qua các cái nhóm cổ phiếu khác, thậm chí HBG mua từ 28 ở cái nhịp trước mà bây giờ nó về quanh cái vùng giá vốn rồi anh chị, mất gần như là hết lãi luôn. Đó, khá đáng tiếc anh chị ha. Đó, coi như là nhịp này chúng ta là phải trả lại thị trường được khá là nhiều. Đó, tuy nhiên thì cái rủi ro, cái sự thất bại ở trong ngắn hạn thì mình nghĩ đó mở ra khá là nhiều cái cơ hội cho thời gian tới nha anh chị. Cả nhà mình cố gắng là vượt qua nhịp này anh chị. Ví dụ mà anh chị mình đang quá căng tài khoản thì cố gắng là cơ cấu một cách thỏa đáng nhất để anh chị mình còn tiền cân lại bên dưới. Hoặc là bây giờ chúng ta cố gắng chúng ta cày anh chị để mà kiếm thêm những cái khoản thu nhập. Sau này khi mà thị trường nó cân bằng lại, anh chị mình cân lại cái giá vốn thì đưa cái giá vốn về thấp hơn cả nhà ha. Đưa cái giá vốn về thấp hơn, chúng ta sẽ cân lại ở cái nhịp tới cả nhà ha. Mình vẫn vững tin là thị trường sau nửa cuối năm nay anh chị, nửa cuối năm nay trở đi là có những cái vùng khe mây khung tháng, và mình tin rằng là thời điểm đấy là những cái thời điểm mà thị trường của ta nó sẽ có những cái sự thịnh vượng nhất định cả nhà ha. Từ giữa năm 2024 trở đi và tới nửa đầu năm 2025 luôn anh chị. Đó, cả nhà mình cố gắng vượt qua nha anh chị. Anh chị mình cần hỗ trợ gì thì cả nhà mình cứ nhắn tin trực tiếp với em Cường ha. Anh chị mình tham gia vào nhóm của em Cường thì cả nhà mình chỉ cần mở một cái tài khoản VBET. Nếu như mà anh chị mình chưa có tài khoản VBET thì cả nhà mình cứ nhắn trực tiếp cho em Cường để mà em Cường hỗ trợ cả nhà mình mở tài khoản ha. Hoặc là anh chị mình đã có tài khoản rồi thì cả nhà mình làm thao tác chuyển ID về nha anh chị. Đó, hy vọng là chúng ta sẽ sớm vượt qua nhịp này để mà chúng ta sẽ có những cái mặt thuận lợi ở nửa cuối năm nay và nửa đầu năm sau. Giống như là anh em ITB đã tham minh cho cả nhà về cái cơ hội trong thời gian tới nha anh chị. Ok, bye bye cả nhà mình nha. Chúc cả nhà mình có một cái kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha anh chị. Cố gắng vượt qua cả nhà ha. Bye bye.